kệ khuyên đời ích lợi chung. Hùng chung ân ngày tâm ngày bòn duyên phước pháp thi giống lành trang phép dung cơ thiên lý ngọc hoàng định luật say sắc ban kim mẫu tỏ bài lĩnh truyền nam nữ gái trai hãng tường diêu cung điện là nguồn gốc cõi trì lục kinh thoát khỏi sông mê kim ngôn tình mẹ châu phê mẫu chờ con dài tay tê lòng già ban ấn lệnh kỳ ba chuyến chót truyền tâm kinh cứu vớt tử linh khai đường thiên lộ luật hình thông tri lý đạo rõ tình thâm ân linh chân xưa tiền căn mẫu tạo tâm siêu phàm thông đạo thiên tiên gốc căn chiếu rọi diệu quyền cõi nguồn ân nghi đức mẹ hiền rải ba đạo hoàn toàn thanh khiết xưa cung gì chẳng biết hồi đời linh y hồn sáu trọng gì ngôi căn tiền bích ngọc là nơi cổ tròn khá tính ngộ đại hùng minh mần trì phụng hành bổn phận cho tròn tiếp lời mẫu dạy sắc son lệnh trời từng y mạng bảo toàn nguyện nhân thức tâm nội mê trần mộng nào tình trí lo tầm đạo vô vi tu tăng dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên lực mẫu thì ban bộ pháp tiền căn linh tánh thành thật tu mới rảnh nghiệp duyên đạo chân chẳng muốn bạc tiền quả lành gặt hái quy nguyên phản hồi giờ kim khuyết hỏi trời tam lòng trì bố ngọc tứ ân qua sen mua nở mừng căn thiện lành kỳ tiếng lửa thực hành mới quy ba lần khai mở lý tam thiên
con ơi nghe mẹ chỉ truyền, sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ còn chi mà dội mơ màng, cơ trời bao ân hành tàn kiếp hung. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng ngọc ngà châu báu, thượng thân cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ bá đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo cao dòi tánh y mạng căn nguyên, dòi nghe chẳng xét đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về giới mẫu, màng vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép tài áo thực bàn môn thần thông biên quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhân sự hành y chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhòi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm, rõ thông thấu triệt khỏi lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệm muốn ăn, tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tin tưởng làm càng đỏ thân uổng kiếp nghiệp quán. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam
chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mang vướng cả dây. Lực hình thướng y phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy, nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con thần than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh tâm. Nhục dinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực khảo nhồi, một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đắc thành đạo quả phải hành. Trừng chuyên thử thách phù sanh, là đường tiên quá lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù quan ghét, chí đại hồng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày, dầu cho lao khổ khá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, đáp đền thất tổ cũ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khánh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tánh thảo hiền. Nghiệp đời dù có quan kiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ mái tạo sải sàng thật gấp, chớ chần chờ để lấp tấm linh. Trần đồ bát quái lược hành, ngũ hành dần chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dậy thời chẳng hương. Màng má quỳ còn đáng trà trộn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần.
để tùy duyên kiếp độ căn dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật tỏ bài sao trước, đời lộn kiếp mật cước có dò tử sanh, thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm ma, hay làm những sự cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi, rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá cũng là kỳ tráng quá nghiệp căn, chuyện xây định luật phong thần khảo nhồi thưởng phạt kiếp ba căn đời cùng, sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót con khá lo bọn một ràng nghiệp quả kiếp căn đó đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cứu cần định tâm ấp ủ điển quang nghiệm suy thấu triệt trần hoàng trong cơ sàn sải lớp màng đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ đau lòng mẹ tạo phần hòn dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang, từ con xuống trần gian lập hạnh đã bị đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô, mãi gây tạo cuộc đời nghiệt quá chịu lưng hồi dài con ơi. Lòng mẹ bâng khuâng nhớ con trong đợi tìm phương cứu nàng, sợ đến ngày giáng màn đại hội rồi các con chịu tội vũ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ba lực hình sửa trị khó mà bị sa đỏ trầm luân địa ngục bại ức niên mới được đầu tay, lâm trần nghiệp quả trả dai cùng như mạc kiếp đời nay tận cùng.
vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thân. Chỉ nguồn gốc cõi để tầm căn xưa mà tam giáo lọc lừa đạo quả trên tâm thiên lục bá xuống trần. Bàn môn tả đạo dụ căn hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử linh quang gốc tội tiền căn. Ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang sự giai trả trần gian chồng vợ tình thâm ân con nở phụ dâm. Chiếu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu khó mong bảo tồn. Quên mất tánh chân hồn giá trị cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành mà sao con mãi đua tranh theo đời. Bỏ đạo quên lời mẹ dạy còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mị phạm tình xuôi con tiêu hoại hồn ngục tù. Để vào căn năm u đen tôi biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh y tâm ngu muội nặng nề biết đâu tranh pháp trở về thiên. Xa tận cùng màn chót muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai. Tâu thượng đế các ngài tam giáo chiếu lực hình sử đạo kỳ này. Long qua đại hội rồng mây đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc rèn đức ân phổ hoa phục bể rồng. Tu là tu tâm tu lòng chớ đừng tu tướng mà hồng ít chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới lập ba đức ân thân y mới dừng còn. Một lòng vì mẹ sắc son ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé để mà dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trận địa ba
danh trục lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên khai truyền lý đạo chân minh, đó là cô nhục thâm tình để làm nói đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời duy nhất, các con cần rõ lực hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần dục, lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên dắt nên hình. Linh quang bát bộ trong mình dạng năng, độ phép ba báo phi đằng quyền diệu, để cho con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn giúp đời hậu thế, lập thân đạo hiền đi ngang qua đồng tiền giáo chủ. Tây ba hầu chẳng hỏi giái chào ấy, mình con mẹ thiên cao chê ngài giải thú chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thoăn thoắt, không nghe lời mẹ linh hồn đọa xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng. Hoặc các bậc tăng ni học đạo, hay quay quyền gây tạo tội trần, cũng đều bị luật trị răng. Tỳ theo nghiệp ba tội xử phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải, chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới có thời của uy. Đời ngu mỗi biết sự trăm năm chưa chắc trường tồn. Biết tri thời giận mới khôn, gần như để chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ thấu hết bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu.
thất sơn bảo ngọc lậu vàng, là cơ lập hỏi minh hoàng sư phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng. Có tam giáo công đọc phân sự, không quả tròn được giữ kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất, khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng không dạy mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lửa lọc căn nghiệp quả trưng chiên. Ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo qua thiên cao trời đất, sanh muôn loài vạn vật hữu tình. Cơ may Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo, túi vàng nâng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn, từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạc pháp, đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy. Là kỳ tiên quá đổi tay, lập đời thanh đức thượng lai thanh bình. Nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để sải sàng gội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thông. Để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo có mong sống còn. Dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi nghĩa phụ dông. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân dạng ức trần hồng linh căn. Chuyện khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tăng nhớ lời mẫu. Đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này lọt trí điên cuồng. Quỷ ma
nào có xót thương mù mồ đổ kế gạt lường chúng sanh nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc chờ các con tu học sửa lòng thanh bần đừng tội gánh công ngày sau trọn đạo phỉ lòng mượn thân nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tóc làm tay sai cho bọn quỷ ma tạo gây ác nghiệp gian tà ổn cho một kiếp sanh đi ra làm người lòng giả thú đổi đời tâm tánh bất tin khi Phật thánh thần tiên tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân con của mẹ tìm căn giác ngộ thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu đừng nên loạn trí làm liều đời này ma quỷ rất nhiều lắm con chúng ẩn hiện tam hồn dục mãi a xuôi làm điều khờ dại ngu si chẳng cần tội lỗi vậy thì con không định tánh khó trì ngủ ma nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề linh hồn mang nghiệp muôn đời khó về gặp mẹ con ơi muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử trao cẩm nang con giữ phụng hành đừng vì quyền lợi đấu tranh để làm mất tâm hạnh lành cao thâm giữ đức độ tâm thành vững chắc chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm khổ lắm con ơi chịu nhiều quả báo đức ca trời hành thân lập ý chí tinh thần dũng mạnh đạo không phân chấp cảnh ngoại biên tùy thân hành sự trần miền nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì ơn thầy tổ con ghi tất dạ sự mặn chay tùy quả nghiệp căn cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau pha chấm mê ngã màu sắc tương trọn tâm lòng định hướng chân thành hành trong tư tưởng thiện lành cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi kha thấu triệt vô vi nguồn cội pha chấp không khô chấp ở nơi lòng một bầu vô cực hư không âm
pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con ca bảo toàn căn gì, mang thì thi đạo lý khảo nhòi Phật tiên đâu rành con ơi. Còn lo độ qua thế khắp nơi khổ giàu, con nào rõ nhiệm màu tiên qua, cần chúng lo đạo cả mẫu hiền. Tập xây phổ quá giàu thử thách gian nan chớ để giữ một lòng chớ để lạc phai, đạo màu phải gặp ba đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền, đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đành năng xa ngang là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban, chuyển cơ phó độ trần hoàng cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời với đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn. Lập cơ thánh y đức bảo toàn mang căn, ngày đại hội long dân có mặt mới nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần, mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn tuồng. Ở cái kỹ cương gian tà xảo quyệt, lắm đường nạn tay, mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăn loạn, trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đây. Dù ăn ý tâm rài thắm độc, bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau, có trên bắc đầu nam tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người, sẽ tỳ nghiệp luật trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ tâm mọi sự hành tàn, trong tâm tội phước hai đàn phân minh, con sẽ thấy phủ tình tận mắt mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực khuyên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng tiên bước, đừng để chờ đến nước tới trơn, có giò nhảy đại mất hồn, xa thân như bể.
bị sóng ma dòm ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy. Mẹ nào khó bỏ gái trai, tại con cải luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo động, mái quyền di mở rộng năm châu. Minh dương ngự chốn nam lầu, sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Cớ tiễn lỡ hành tàn nam nữ, rò thiên điều phận sự gắn lo. Qua sông nhờ có thiện đò, linh hồn nhờ đảo thoát từ bờ sông mê. Chớ dội chấp khinh chê ngang bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông, mới là hiểu được trong lòng Phật ma. Con mai khá tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa. Quan thâm chánh triệt chánh tà, sao căn mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đảo tinh thần lý trí, đâu rõ tường thâu lý đỏ siêu. Hoặc là hiểu thâu qua rất nhiều, vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh. Khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng, cùng sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình thương, đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó sai khiến đi vào tội lỗi, cho linh hồn quên cõi quên nguồn. Khó về gặp mẹ tòa chương, ngàn năm xa đò vào đường si mê. Nay có mẹ đạo rài khai mở, cùng là kỳ xa tội tử linh. Ca con mau kiếp ba đăng trình, kịp màng đại hội thiên đình thượng ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chính trình, con bất tuân mạng lĩnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, công đồng phân xử con hiền chớ than. Sự lời vàng tiếng ngọc, là tình thương bảo bọc linh hồn. Hai đường siêu đỏ dài khôn, con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai. Khá trách nhiệm đường ngay đẹo cánh, kéo mê lầm giả hạnh quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương, mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu. Dụng kế đủ ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi. Chẳng lòng thiện niệm từ bi, giữ tâm đạo đức thật thi bảo tàng. Nhìn đất cả nước vàng sang, con rõ để thức thời giác ngộ công phu. Ham mê danh lợi dòng dù, rồi thân phải chịu
màn tiếng lửa xảy sàn đấu dễ Phật thánh tiên còn phổ tế đâu yên huống chi linh tử trần miền mà rồi an phận bạc tiền hướng thân khá thực hiện tứ ân trọng đại để sau này trở lại ngôi xưa chớ tham danh vọng mắt lừa của loài ma quỷ lắm thừa kế thành tây ngõ tới mùi con rò sự còn sáng tỏ Phật tiên kiếm ngôn lệnh mẹ chỉ truyền khải thông tam giao cơ quyền cho con rõ căn tội mốt bòn công đức ráng thi hành đại lực trung kiên dù cho lắm sự khảo phiền quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lời sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ gương hy sinh Phật tổ đại hùng ma dương tài phép hành hung cũng không thân đức đại hùng thanh cao ráng thức tình trao dòi tâm tâm thì nghiệp trần mới rành con ơi gian lao khổ cực nhã nhòi mà không nản chi mới thời con tim dẹp phàm tánh tư riêng bản ngã giữ tâm hồn cao cả mới ngoan đời này lắm sự dọc ngang là đời ma quỷ khắp tràn hải căn cả con ráng tinh thần định tĩnh sớm tạo trừ ma bệnh ai si chạy theo thế tục ích gì càng thêm gây tội khổ đời dai trả chẳng còn tánh mạng cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng cũng vì quyền lợi giàu sang mà khi dễ đạo quả mang bên mình sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau chưa thông suốt lý thiên tàu thì đừng dội chấp lẫn nhau mỗi phần con nào cũng nghiệp trần tội lỗi từ lâu đời sao khỏi trái ngang đến nay công nghiệp một màn đặng mà trả quả trần hoàng cho xong cho nên mới vợ chồng thay đổi hoặc cha con chửi bới gia đình hoặc vì danh lợi muốn sinh anh em bạn hộ mất tình nghĩa nhân chẳng còn biết tìm căn ruột thịt cùng một mẹ lãnh lệnh cũ trùng xuống trần mê mỗi bất thông ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay gây chia rẽ tài tranh chấp ma tạo hận thù quả lấp tình thương đó là bị nghiệp ma dương nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần duyên nay mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp ban đạo lành giải nghiệp quan khiên các con nhớ lại căn tiền cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa đừng để căn mắt lừa ma quỷ
nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cải lệnh bất tuân thì sao đừng trách cũ trùng xử phân. Mẹ vẫn cạn tiền căn cõi rề, cầm nang thơ lưu à để sau này mong má ngày đại hội rộng mây. Cả con đầy đủ về ngay phúc chầu, thoát nghiệp chướng ngu sầu đầy tội. Ta liền tội quả trần duyên, thượng công đạo quả trần miền, công đồng tam giáo ban truyền đức ân. Có Phật dương cầm cân công lý, đại phong thần sách chỉ thứ ban. Lập cơn thánh đức minh hoàng, giang sang thạnh trị đảo vàng chứng minh. Mẹ mong đợi con đừng bê trễ, lực sải sàng chẳng dễ đâu con. Ngày qua tháng lụng mỏi mòn, năm dài cũng tới thất sơn hội trời. Con nào biết nhớ lời mẫu dặn thì sau này mới đặng bảo toàn. Con nào nghịch mạng dọc ngang, mẫu thương lực trị ngỡ ngàng tình thâm. Tạm dứt điểm đạo tâm chân lý, mẹ chúc con xét kỹ sửa mình. Ơn dài tạo hóa chân linh, một kỳ trọng đại lực hình chuyển say. Đạo trung hiếu thảo ngay ghi nhớ, làm cho tròn phận tớ thầy ban. Đến cơn loạn lọc lường, con nhờ đạo đức tam thừa thoát nguy. Cẩm nang thơ diêu trì kim mẫu, ứng linh này tâm lưu dấu. Cơ quyền mẹ hội thượng cảnh cung tiên, chúc con nam nữ đạo họ nguyện tỉnh dậy đi con, để mẹ mượn bút hàn quyên đôi lời. Cú trần gấp lắm con ơi, dù ai ở đàm tiếu con thời chấp chi. Mẹ khen con mẹ dậy thời, thời kỳ con thời dưới mang. Thời gian chỉ biết tiền tài đua tranh, vật chất vật vật công danh. Con đem pháp và tí dưới ban, để cho người học đạo hiền thức tâm. Nguyện thầy phong sân y năm kỳ sâu, cùng với chồng tên gọi Ngọc An. Họ Phạm Tân mẻo dậy thời, đậm lòng phụng kiến trì kinh thơ này. Cầm nang của mẹ diêu trầy đêm mà ban phát trần gian tu hiền. Con ơi họ nguyện lắng nghe, bao niên hằng đạo khổ rồi tâm thân. Con buồn con trách cho trần khi sinh gì đạo thời hiểu cho. Con ơi giả dại giả khùng, mê mê tỉnh
tỉnh mà tìm đau chân. Nhà cao cửa rộng mẹ ban, qua cơn bi cực tới hồi thới lai. Sông nghiền gió lặng dậy thời chớ buồn chớ trách mẹ cha làm gì. Minh ngã duyên quê nhận một khi đã làm nên đạo dậy thời về mau lũ kinh để lại trần miền cho con của mẹ tạo duyên cội trần. Nay ân tông tâm thơ của mẹ xin chúc cầu con trẻ vạn ngàn. Một khi đạo mẹ quy hoàng dương gian, con mẹ dễ minh duyên huệ nhận là thiện.